YouTube thả ga chỉ với 9K. Hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong khi đó thì Hà Nội phần nào đó đang lép vế hơn. Họ đã tụt xuống vị trí thứ 3. Tiếng còi đã cất lên. Lỗi thuộc về Jan Klesio. Pha bóng mà đội trưởng của ông Đinh Hà Tĩnh đã bị thổi phạt. Quả đá phạt trực tiếp của Trung Vọng rất nguy hiểm. Bóng chạm vào xà ngang. Mọi thứ đều tốt và ông Đinh Hà Tĩnh chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Rất nguy hiểm. Đó là cơ hội thứ hai. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho đội Áo Vàng. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt của Trung Học. Bóng đi cuộn và đã tìm tới xà ngang khung thành của BKMX Bình Dương. Sau đó là những áp lực liên tiếp. Cú đá thứ hai đi qua một dừng chân các cầu thủ phòng ngự của BKMX Bình Dương. Quả tạt. Đánh đâu? Tuấn Hải là người vừa dứt điểm. Quả tạt của đồng đội đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự áo đỏ. Người đã không theo kèm đối với Tuấn Hải ở tình huống vừa rồi đó là Đoàn Tuấn Cảnh. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa cơ hội dành cho đội bóng áo vàng. Văn Vĩ. Cơ hội dành cho Tuấn Hải. Tình huống dứt điểm thứ hai của Tuấn Hải ở hiệp đấu này. Tuấn Hải cố gắng để cửa lòng về phía góc xa. Cả tiếng đánh đầu trước đó và pha dứt điểm này thì trái bóng đều đi chệch cột dọc. Được chuyển khai, Tô Văn Vũ. Trái bóng đã không trôi quá sâu đến như vậy. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Bóng hơi bị bừa ra một chút, nhưng Tô Văn Vũ vẫn cố gắng bứt tốc và có một tình huống trả ngược trở lại bằng một lực đi rất mạnh. Pha bóng đáng xem nhất của BKMX Bình Dương kể từ đầu trận. Vẫn đi trúng vào vị trí của thủ môn Lại Tuấn Vũ. Một lần nữa thì Jan Klesio phán đoán tốt. Cội quá rõ rệt dành cho đội Áo Vàng. Căng ngang. Không có bàn thắng. Bóng đi vọt sang ngang sau cú trả bóng của Bruno. Chúng ta sẽ cùng xem lại đường phát động của đội trưởng Jan Klesio. Không hề có lỗi việt vị. Như vậy không phải là Bruno mà bóng đã chạm vào một hậu vệ của BKMX Bình Dương trước khi đi hết đường biên ngang. Một pha bóng mà suýt chút nữa thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu này. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã hết. Trung Học. Mà sao đấy, không vào. Tiếng dứt điểm bút chì của Victor Mansaray. Nhưng thủ môn Lại Tuấn Vũ cũng đã phản xạ tốt. Là sẽ cùng xem lại cú đá vừa rồi của số 80 bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Những cơ hội liên tiếp xuất hiện về khung thành của BKMX Bình Dương. Nhưng đáng tiếc là đội bóng áo vàng vẫn chưa thể tận dụng. Đấu tới đây thì câu lạc bộ Sài Gòn sẽ tới làm khách trên sân của Hà Nội, nơi mà họ đã vượt qua đội chủ sân Hà Nội. Cơ hội dành cho một tiếng dứt điểm. Đá
ra góc hẹp đã không vượt qua được thủ môn Hoài Anh. Touré thêm một cú sút xa nữa. Tấn công nhanh nhưng họ lại rườm ra và sau đó trả ngược trái bóng về bên phía phần sân nhà. Còn đây là cú đá đầu tiên của Tiến Linh ở một loạt những tình huống nguy hiểm vừa rồi. Sút bóng. Tỷ lệ những tình huống dứt điểm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở hiệp đấu đầu tiên là vượt trội so với đối thủ. Thêm một quả tạt nữa. Rất nguy hiểm và bàn thắng đã được ghi dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đó là Bruno. Bóng liên tiếp được nhồi vào khu vực 16m50. Một cú đánh đầu ngược của Bruno và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên dẫn 1-0. Bruno tiếp tục là một trong các chân sút xuất sắc nhất của mùa giải năm nay. Ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp vừa rồi. Cự ly gần và rất khó cho thủ môn là Tuấn Vũ. Tuấn Hải. Victor Masaray. Thêm một quả tạt nữa, đánh đâu. Bóng bổng được thực hiện liên tục. Những tiếng bóng bổng liên tục hướng về khung thành của Lại Tuấn Vũ. Tuấn Hải chính là người đã mở ra đường truyền dành cho Victor Mansaray. Và sau đó anh băng vào và thực hiện cú dứt điểm cuối cùng. Và qua người là của Yusuf Touré. Đánh đâu. Vừa rồi là pha dứt điểm của Tiến Linh. Đó có thể coi là cự ly và cú dứt điểm sở trường của Tiến Linh. Dù vậy thì trái bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Hoài Anh. Liên tiếp những tiếng bóng bổng. Và nó hướng tới vị trí của Bruno. Lý Công Hoàng Anh. Đó là bàn thắng. Lý Công Hoàng Anh đã ghi bàn bằng một tình huống vô lê đẹp mắt. Bình tĩnh quan sát vào đà và tung ra cú đá có thể nói là hoàn hảo. Hà Tĩnh vươn lên. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa. Bóng liên tiếp được nhồi bổng vào khu vực 16m50 của BKMX Bình Dương. Và có thể nói là huấn luyện viên Phạm Minh Đức cùng với các học trò đang có một trận đấu tốt khi họ chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho những tình huống bóng thứ hai. Đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ Hà Tĩnh dồn dập tạo ra áp lực bằng những pha dứt điểm liên tục của mình. Cú đá ngay, rất nguy hiểm, thôi. Không có lỗi Việt Vy và bàn thắng dành cho BKMX Bình Dương. Đó là Yusuf Touré. Ta sẽ cùng xem lại cú đá của Tiến Linh. Yusuf Touré hết sức bình tĩnh. Ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp vừa rồi dẫn tới bàn thắng của BKMX Bình Dương. Cú đá cận chân của Tiến Linh. Và có lẽ là các cầu thủ phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bị bất ngờ. Pha khống chế bóng hơi lỗi của Tiến Linh. Văn Đức. Sút bóng. Đối phóng làm thủ môn lại Tuấn Vũ phải thi đấu với hết khả năng của mình. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tích cực sút xa và sử dụng những tình huống bóng bổng làm phương án tấn công dành cho họ. Ta cùng xem lại cú đá vừa rồi. Cũng là một ngày thi đấu với tâm trạng thoải mái, cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thể hiện khả năng sút xa của mình khá nhiều. Victor Masaray cú sút vẫn thiếu chính xác một chút. Trọng tài Nguyễn Văn Trôm cho rằng vừa rồi vào sân thay cho cầu thủ mang áo số 3 Vũ. Cú sút của Văn Hiệp. Thông thường sẽ là những đường
cũng chèo bóng ra phía sau lưng hàng phòng ngự đối phương và dành cho những cầu thủ chạy ở bên cánh đối diện băng vào dứt điểm. Ta sẽ cùng xem lại quả tạt vừa rồi của Văn Hiệp. Người đã dứt điểm cuối cùng là Phạm Văn Long. Victor Masaray. Văn Hiệp. Sút bóng. Pha dứt điểm cực kỳ nguy hiểm. Đây đang là những phút cuối. Đội bóng nào có được bàn thắng sẽ là bàn thắng quyết định của trận đấu này. Ta sẽ cùng xem lại cú đá bằng chân trái của Văn Hiệp. Bóng đi xoáy và tạo ra quá nhiều khó khăn cho thủ môn Tuấn Vũ. Như vậy là trận đấu giữa BKMX Bình Dương và Lũng Hà Tĩnh đã kết thúc. YouTube thả ga chỉ với 9K.